Vâng và sự việc vừa rồi thì khiến tôi liên tưởng tới một câu chuyện vui Đó là ở một thành phố kia thì người, người đi đường vô cùng ngạc nhiên khi thấy mà có hai người đàn ông đi cùng với nhau Cứ cách một đoạn thì họ lại đào một cái hố sâu Xong người thứ nhất đào người thứ hai lấp, người thứ nhất đào người thứ hai lấp Và người đi đường hỏi tại sao họ lại làm một việc ngốc nghếch và phí công đến như vậy Thì họ trả lời là họ là người của thành phố và làm công việc trồng cây Thông thường thì cả nhóm có ba người, một người đào hố, một người đặt cây và một người lấp đất Nhưng ngày hôm đó thì người đặt cây bị ốm nên nghỉ Nên hai người còn lại thì vẫn cứ phải làm việc bình thường Nếu không hoàn thành chỉ tiêu thì họ sẽ không được trả lương và câu chuyện tôi thấy là nhiều người thực thi công vụ thì họ khá may móc họ có thể biến những cái chủ trương quyết định đúng đắn thành những trò cười. Vâng, và trong các đợt gia quân dọn dẹp về hè vừa qua thì nhiều tài xế xe hơi, trong đó có cả những người nổi tiếng đã phải nộp phạt tiền triệu vì đỗ xe trái phép. Thực tế là đỗ xe ở những nơi cấm đỗ không phải là chuyện hiếm và thậm chí là có tài xế còn dường như là quên luôn sự tồn tại của người bạn bốn bánh của mình. Giống như một chủ xe ở Anh, chỉ vì bỏ quên chiếc xe tới 6 tháng sau khi đỗ sai vị trí cho phép mà phải chịu mức phạt, thậm chí là còn vượt cả số tiền bán xe. Cảnh sát Anh cho hay là chiếc Hyundai Cooper khoảng 16 năm tuổi này đã bị bỏ lại tại Kings Hill, Birmingham khoảng 6 tháng và dường như chủ xe không hề có ý định quay lại lấy. Theo ước tính thì hiện chiếc xe này bán đi chỉ có thể thu về khoảng 150 bảng Anh. Tuy nhiên số tiền phạt vì đỗ xe sai vị trí đã nhiều hơn khoảng 17 lần so với giá trị hiện tại của nó. Trước đó vào tháng 11 năm 2014, một chiếc Mercedes S-Class cũng đã từng bị bỏ quên nhiều tháng ở một bãi đỗ xe ở Birmingham. Và hiện cảnh sát vẫn đang đi tìm chủ nhân chiếc xe để thu một khoản tiền phạt khoảng hơn 14.000 bảng Anh.